Hello xin chào các bạn, chào mừng các bạn trong bản tin cập nhật thị trường ngày 26 tháng 1. Hôm qua là một ngày mà chúng ta rằng là đồng đô la Mỹ cơ bản đã tăng trở lại với cái thông tin về cái dữ liệu GDP của Hoa Kỳ được công bố. Thì mọi người có thể nhận thấy trên biểu đồ ở đây chỉ số DXY ngày hôm qua đã vận động khá là tốt theo cái cấu trúc À, bậy giá trong ngày với cái mẫu hình đó chính là W formation đúng không ạ? À, anh chị em có thể nhận thấy rằng là một cái mẫu hình quét lại cái mức thấp trong ngày với một cái cây nến phần dầu nến cũng khá là rõ nét trên biểu đồ 15 phút và sau đó thì DHI đã thật sự có cái cú bật tăng trở lại và đẩy các cái cặp tiền chính như là EU cùng với đồng bảng uh, có cái sự suy yếu đi xuống. Thì uh, theo như cái thông tin mà chúng ta có ngày hôm qua chúng ta nhận thấy rằng là dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ tiếp tục outperform hay là tốt hơn so với lại phần lớn các cái dữ liệu của các cái khu vực khác. Cụ thể ở đây á, thì chúng ta có thể nhận thấy rằng là tăng trưởng GDP trong cái quý 4 của năm 2023 á, đạt cái mức là 3,3% và con số này thì cao hơn rất là nhiều so với cái con số ước đoán trước đó của các cái kinh tế gia ở mức là chỉ có 2% mà thôi. Bên cạnh cạnh đó thì chúng ta cũng có những cái dữ liệu khác thể hiện rằng là kinh tế Hoa Kỳ vẫn còn rất là mạnh. Cụ thể đó chính là cái con số doanh số nhà bán nhà mới đúng không ạ? Chúng ta nhận thấy rằng là tăng cũng khá là ấn tượng so với lại cái ước đoán. À, bên cạnh đó thì các cái dữ liệu thí uh, dụ như là số lượng người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp thì có vẻ như là suy yếu hơn. Nhưng tuy nhiên chúng ta biết rằng đây là một cái con số mà công bố theo tuần và có cái mức độ biến động tương đối là cao. À, chúng ta biết rằng là 4 tuần gần đây á thì cái số lượng người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đều có xu hướng giảm mạnh hơn so với dự đoán. Thành ra là một cái tuần Uh, duy nhất có cái tuần này á, thì có cái sự tăng trưởng vượt lên cũng không phải là quá là bất ngờ đúng không nhưng cái con số chính thì vẫn chính là cái con số về cái gdp được công bố chúng ta nhận thấy một cái con số cao hơn rất là nhiều so với lại cái ước đoán những cái ước đoán trước đó và chúng ta biết rằng ở uh, US GDP có nghĩa là cái GDP sơ bộ, đây chưa phải là con số chính thức. Nhưng thông thường thì cái con số hiệu chỉnh lần thứ hai cũng như là cái con số chốt lại lần thứ ba công bố á, thì cũng sẽ không có sai lệch quá là nhiều so với cái con số 3,3% này đâu. Gần như chắc chắn là nó vẫn sẽ cao hơn cái mức 2% này. Và nếu như vậy, chúng ta cộng báo cáo GDP cùng với lại báo cáo uh, việc làm non-farm cùng với lại báo cáo CPI thì chúng ta nhận thấy rằng chúng ta có bộ ba cái dữ liệu kinh tế quan trọng bậc nhất của kinh tế Hoa Kỳ là tăng trưởng kinh tế tỷ lệ việc làm thì hay là thị trường lao động cùng với lạm phát đều có cái xu hướng à, tức là tăng trưởng thì mạnh mẽ hơn lạm phát thì có xu hướng phục hồi trở lại mạnh hơn và điều đó càng làm cho cái xác suất về một cái cắt giảm lãi suất vào trong cái kỳ họp tháng 3 của Fed trở nên mờ nhạt hơn rất là nhiều và điều này chính là một trong những cái động lực rất là lớn sẽ thúc đẩy cho đồng đô la Mỹ tăng giá trong thời gian tới theo như cái bình luận của, trong các cái bản tin cập nhật gần đây à, cho đến thời điểm hiện tại chúng ta nhận thấy rằng là cái xác suất này á thì giữ ở cái mức đâu đó khoảng chừng là 50% đúng không ạ? 50%. Nhưng theo đánh giá cá nhân của mình thì 50% vẫn là một cái con số còn quá là lớn và con số này cần phải đẩy xuống thấp nữa. Kỳ vọng thị trường vẫn quá là cao. Kỳ vọng thị trường về cái việc phép cắt giảm lãi suất vào tháng 3 á, vẫn còn quá là cao dựa trên những cái dữ liệu kinh tế hiện tại. Và theo như đánh giá cá nhân của mình thì con số này sẽ còn xuống thấp khi con số đó xuống thấp thì đồng đô la Mỹ cũng song song được đẩy lên cao hơn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ưu tiên các cái cơ hội canh mua vào đồng đô la Mỹ trong cái bối cảnh đó là thị trường sẽ công bố một cái báo cáo cũng hết sức là quan trọng. Đó chính là cái còn báo cáo ừ, PCE thì chúng ta biết PCE là một trong những cái thước đo lạm phát rất là ưa thích của cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ và chúng ta biết rằng là PCE thì có cái sự ở uh, tương đồng đối với lại CPI và CPI của tháng đầu tháng công bố thì chúng ta biết rằng nó là gì ạ? đã tăng từ 3,1 lên đến 3,4 cho nên không không loại trừ cái kịch bản PC ngày hôm nay tiếp tục sẽ là một cái con số rất là mạnh và nếu như thế thì đồng đô đồ la Mỹ có khả năng sẽ còn tiếp tục đi lên cao hơn nữa mình đang đánh cá vào một cái kịch bản đó là DXY có thể sẽ phá vỡ cái vùng kháng cự 103.7 để tiếp tục chinh phục những cái mức giá cao hơn trong bối cảnh đó thì chúng ta sẽ tiếp tục ưu tiên các cái cơ hội canh bán xuống đối với cặp tiền euro USD cũng như các cái cặp tiền chính khác ở đây mọi người có thể nhận thấy rằng là EU hiện tại thì đang giảm đụng đến cái vùng hỗ trợ là 100 uh, 1.0830 đúng không ạ? Mình đang đánh cáo một cái kịch bản nó sẽ break out vùng này sau đó retest và tiếp tục đi xuống những cái mức giá thấp hơn. Thì ra ngày hôm nay á, thì chúng ta sẽ ưu tiên cơ hội nếu như có thể break out thì chúng ta tìm kiếm cơ hội để retest để bán xuống. Còn nếu như không có break out mà pull back lên cao hơn á thì chúng ta cũng tìm kiếm các cái mẫu hình như là W formation trên các cái biểu đồ như M15 phút để kích hoạt cái vị thế bán xuống đối với cặp tiền. Uh, EU hiện tại nha. Uh, gbb usd cũng tương tự như vậy chúng ta nhận thấy rằng là đồng bảng đang trong một cái xu hướng đi xuống trở lại trước đó thì chúng ta nhận thấy đồng bảng có cái sự phục hồi khá là kiên cường so với các cái đồng tiền khác nhưng tuy nhiên tổng thể thì chúng ta nhận thấy rằng là gì ạ cái đau cái uptrend đã bị phá vỡ cái uptrend đã bị phá vỡ và giá thì đang chuyển mình sang cái trạng thái gọi là chết đinh sideways. sideways trong một cái biên độ cũng khá là lớn chứ cũng không quá hẹp đúng không nhưng tuy nhiên thì nhìn cái vận động giá cái vận động kỹ thuật như thế này kèm với lại cái tâm lý chung của thị trường về cái việc đó là kỳ vọng về cái việc fed có thể sẽ trì hoãn cái việc cắt giảm lãi suất của mình ấy thì áp lực lên đồng bảng có thể sẽ vẫn còn tiếp tục trong những cái ngày từ đây và chúng ta vẫn đặt ngược một cái kịch bản là đồng bảng có thể sẽ còn tiếp tục bị bán xuống thấp hơn nữa tất nhiên khi mà so sánh dữ liệu kinh tế của đồng bảng so với lại cái dữ liệu kinh tế của khu vực châu Âu ấy, thì đồng bảng không có quá tệ. Trước đó chúng ta đã có cái dữ liệu kinh tế của đồng bảng về cái con số PMI đúng không ạ? Các cái PMI của khu vực bảng Anh về cơ bản là mạnh mẽ hơn đáng kể so với khu vực châu Âu. Cụ thể nói là gì ạ? Chúng ta nhận thấy rằng là gì ạ? cả cái lĩnh vực sản xuất cũng như cả cái lĩnh vực dịch vụ đều có cái sự phụ phục hồi trở lại mạnh hơn so với dự đoán thị trường. Đặc biệt là nhóm service thì cao cách hơn rất là nhiều đáng kể so với cái con số 50 cho thấy rằng là nó là gì ạ lạm phát vẫn có cái tiềm ẩn cái cơ hội có thể tiềm ẩn cơ hội là nhen nhúm phục hồi trở lại cho nên rằng là về cái mức độ gọi là biric trong chính sách tiền tệ dựa trên các cái dữ liệu kinh tế của ở BOE á, của ngân hàng trung ương Anh á thì có khả năng sẽ không có quá là mềm mỏng giống như là của cục dự trữ liên bang đúng không ạ? Và chúng ta có kỳ vọng rằng là đồng bảng cũng sẽ giảm, cũng sẽ yếu hơn đô nhưng có thể sẽ có cái sự mạnh mẽ hơn so với euro nha. Hướng đi chính của GBP chúng ta vẫn sẽ ưu tiên các cơ hội bán xuống. Nếu như an toàn hơn á thì mọi người có thể chờ đợi một cái cú breakout hoàn toàn cái vùng giá chết in sideways này, cái vùng giá chết in sideways này, đúng không ạ? Sau khi breakout mà có cái cú retest thì lúc đó chúng ta kích hoạt cái vị thế bán xuống, lúc đó cái xu hướng nó trở nên rõ ràng hơn nha. USD thì mình vẫn đặt cược một cái kịch bản đó là cặp tỷ giá này có thể sẽ vẫn còn tiếp tục đi lên trong cái thời gian tới trong cái bối cảnh thị trường vẫn có thể khai thác cái sự khác biệt trong chính sách tiền tệ của hai ngân hàng trung ương là Fed và BOJ. Ở đây thì chúng ta nhận thấy rằng là dường như USD JPYN đang trong một cái trạng thái chuyển mình sang cái trạng thái trading sideways đúng không ạ? Nhưng tất cả thì đây sẽ là cái cú tích lũy cho một cái cú bật tăng tiếp theo. Bởi vì cho đến lúc này á thì cái mức độ cứng rắn trong chính sách tiền tệ của fed vẫn về cơ bản vẫn xếp trên bog rất là nhiều đó là còn chưa kể cái sự khác biệt trong cái lãi suất rất là lớn đúng không ạ hôm nay thì có một cái dữ liệu khá quan trọng của uh, nhật bản được công bố đó chính là cái dữ liệu về lạm phát Chúng ta biết rằng đó là cái con số Core CPI sẽ được công bố chỉ còn có 4 phút nữa thôi, công bố cái dữ liệu lạm phát này. Và chúng ta đây cũng là một trong những cái biến số rất là quan trọng để cho ngân hàng trung ương Nhật Bản xem xét cái động thái có thể kết thúc hay là chưa kết thúc cái chính sách tiền tệ của mình. Thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Nếu như USD JPY dựa trên tin tức này có thể drop xuống phía bên dưới này, quét lại đáy cũ này thì chúng ta có thể sẽ ưu tiên cái cơ hội canh mua tức là mùng dưới 147 có thể sẽ là cái cơ hội rất là tốt cho phép chúng ta tham gia với vị thế mua lên nha kịch bản tệ hơn có thể sẽ pullback xuống sâu hơn tức là xuống đâu đó khoảng chừng 146.3 là cái vùng support trên biểu đồ H4 mà trước đây nó đã hình thành nha ba đồng tiền hàng hóa ngày hôm qua thì lại khá là mạnh chúng ta nhận thấy rằng là trong cái bối cảnh <laughs> đồng bảng và đồng euro rất khá là nhiều nhưng mà đồng đô la úc cũng như đô la new zealand thì không có rất nhiều như vậy chúng ta nhận thấy chỉ là một cái trạng thái chết đinh sideways trong những cái ngày gần đây và vùng này theo như mình đánh giá là cái vùng giá phân phối trước khi mà vùng tích lũy trước khi mà cặp tỷ giá này bị đạp xuống sâu hơn chúng ta nhận thấy AUD cùng với NZD chung một cái kịch một cái bối cảnh tương tự như vậy chúng ta có thể zoom lên cái biểu đồ H4 để nhìn cấu trúc tổng thể thì vẫn là một cái cấu trúc giá xuống đúng không ạ một cái cấu trúc giá xuống và hiện tại đối với đô la New Zealand ấy, thì chúng ta có thể xem như đây giống như là một cái em formation hình thành bên dưới đường trendline kháng cự đúng không ạ cho nên là chúng ta có thể sẽ tham gia cái vị thế bán xuống với cái mức dừng lỗ bên trên cái mức cao của cái second leg cũng như là bên trên đường trendline màu xanh mà chúng ta thấy ở đây và vùng giá chúng ta hướng tới trước mắt ấy, sẽ là lanh quanh đâu đó khoảng chừng 0.6060 đúng không ạ còn đối với AUD cũng tương tự như vậy, chúng ta nhận thấy rằng là gì? Xu hướng tổng thể vẫn là một cái xu hướng ra xuống mà thôi, đúng không ạ? Và có chỗ này thì giống như là chiếc đinh sideways nhưng tuy nhiên nếu như chúng ta nhìn rộng ra thì cũng có vẻ như là một cái W formation hình thành bên dưới đường trendline kháng cự của một cái biểu đồ H4 đúng không ạ? Cho nên chúng ta có cái cơ hội sẽ hướng tới cái vùng hỗ trợ cũ là 0.6520 trước khi chúng ta có những cái kích hoạt giá xa hơn. Ở USD CAD á, thì mọi người có thể nhận thấy rằng là cái mô hình mà một cái mẫu hình tam giác mà chúng ta đã từng đề cập đến trong các bản tin cập nhật gần đây trên cái biểu đồ H1 thì đã có cái sự phá vỡ xác nhận dựa trên cái uh, báo cáo cái báo cáo uh, của ngân hàng trung ương BOC đúng không ạ giá đã có cái hiện tượng breakout và sau breakout thì theo như chúng ta dự đoán trong bản tin cập nhật ngày hôm qua đó là sẽ có retest và đến lúc này có thể được xem là có retest có retest nhưng mà chưa có mẫu hình hay là thời điểm để cho chúng ta kích hoạt cái vị thế mua lên nếu như giá có thể tạo ra một cái W formation ở tại đây á thì sẽ là một cái cơ hội rất là tuyệt vời cho phép chúng ta tham gia vào cái vị thế mua đối với lại USD CAD lúc này nha à, đồng franc thụy sĩ cũng tương tự như vậy chúng ta nhận thấy rằng là về cơ bản á, đây vẫn là một cái xu hướng giá đi lên đúng không chúng ta nhận thấy rằng với cái cấu trúc giá là các cái đỉnh đáy ngày càng cao dần đúng không ngày càng cao dần giá quay trở lại retest đường trendline à, ngày hôm qua thì chúng ta đã từng kỳ vọng đó là à, ở uh, usd CDF có thể sẽ pullback xuống sâu hơn một chút, một chút nữa và thực tế thì mình cũng mong có sự pullback xuống sâu hơn để tạo ra một cái bia trap bên dưới đường trendline và đụng đến cái vùng support trên biểu đồ H4 là 0.8550 nhưng tuy nhiên thì có vẻ như sẽ không có một cái pullback sâu như vậy mà tỷ giá sẽ tiếp tục phục hồi đi lên cao hơn nữa trong cái bối cảnh chúng ta biết rằng là fed trì hoãn chính sách tiền tệ cũng như là cái sự khác biệt trong lãi suất của franc thụy sĩ và đồng đô la rất là nhiều không uh, 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 franc sĩ thì lãi suất mới chỉ có 1,75 mà thôi đúng không ạ còn đô la mỹ lãi suất đỉnh cao lên đến 5,5 rất là cao đúng không ạ cho nên chúng ta có thể xem xét mở ra cái vị thế mua lên với cái mức dừng lỗ đặt bên dưới đường trên line cũng như bên dưới cái mức hỗ trợ của biểu đồ h4 này nha thị trường vàng thì ngày hôm qua là một cái ngày mà có thể nói là hơi ít biến động chúng ta nhận thấy rằng nó là gì ạ gần như là cái trạng thái chết sideways mà thôi thì điều này là hợp lý tại vì chúng ta nhận thấy rằng là sau khi ấy mà hình thành một cái vùng giá chết sideways thì giá đã có cái sự phá vỡ vào cái phiên chết ngày thứ ngày thứ tư đúng không ạ và ngày thứ năm hôm qua thì quay trở lại retest cho đến thời điểm hiện tại thì đang tạo ra một cái cây pin ba đúng không ạ trên biểu đồ h 1 và đây giống như là một cái mẫu hình w formation một cái mô hình m formation một cái mẫu hình hai đỉnh hình thành trên biểu đồ h 1 bên dưới cái vùng kháng cự biểu đồ h 1 đúng không ạ cho đến lúc này chúng ta có thể sẽ tham gia cái vị thế ban xuống đối với thị trường vàng và đặt cái mức dừng lỗ bên trên cái cây nến pin ba của biểu đồ h 1 mà chúng ta thấy đây mọi người có thể xóa bỏ cái Uh, phần mình vẽ nhiều đi đúng không ạ và nhìn thấy một cái cây pin ba khá là điển hình ở chỗ này đúng không ạ cái cây pin ba quét qua cái đấy của cái đỉnh cao của cái ngày trước đó đúng không ạ và để lại cái phần dâu nến rất là rõ nét cho nên chúng ta bán xuống lúc này đặt dừng lỗ bên trên này á thì cái target cũng đạt được khá là nhanh cái target được, để đạt cái tỷ lệ risk được một lần khá là nhanh đúng không ạ và một phần còn lệnh chúng ta có thể sẽ tiếp tục cho vị thế chạy xa hơn đối với thị trường vàng đúng không Uh, chỉ số chứng khoán S&P 500 thì sao chúng ta nhận thấy rằng là ngày hôm qua nó một cái ngày giao động với cái mức tăng trong ngày khá là mạnh nhưng cuối phiên thì có sự điều chỉnh và gần như giá mở cửa và đóng cửa không có thay đổi nhiều. Lúc này trên biểu đồ H1 của S&P 500 chúng ta đang có một cái mô hình gọi là M formation đúng không ạ? Một cái mô hình hai đỉnh. Dự đoán cho cái kịch bản có thể sẽ có sự điều chỉnh đi xuống sâu hơn nữa. Và với biểu đồ này thì chúng ta có cái kỳ vọng S&P 500 hoàn toàn có khả năng sẽ retest trở lại cái vùng đỉnh cái vùng kháng cự cũng là cái vùng đỉnh cao nhất mọi thời đại trước đó nó đã phá vỡ là 4.800 điểm đúng không ạ 4.800 điểm nếu như có thể bách xuống sâu phía bên dưới này á thì sẽ là cái cơ hội khá là chắc chắn cho phép chúng ta tham gia vào cái vị thế mua lên với cái xác suất thắng uh, tương đối là cao một cái điểm lưu ý nữa là chúng ta uh, quan tâm đó chính là gì ạ cái Báo cáo thu nhập đang được công bố Các báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 Của một loạt các công ty đang được công bố Ngày hôm qua thì những công ty công nghệ Khá là dành được khá là nhiều sự quan tâm Thí dụ như là Intel đúng không ạ có cái báo cáo khá là tốt nhưng chỉ số S&P 500 thì không có đi lên được. Đây chính là cái điểm tốt cho cái vị thế mua đúng không ạ? Tại vì các cái công ty công bố báo cáo mà tốt thế nhưng chỉ số lại không có tăng. Thì đó là cái sự phân kỳ với phân tích cơ bản đúng không? Cho nên nếu như S&P 500 có thể bùn bách xuống sâu phía bên dưới 4.800 điểm này á thì chúng ta có thể xem xét tham gia mở ra cái vị thế mua lên nha.